Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em là một cây súng bắn keo nến sử dụng pin thương hiệu của Inco ha. Thì hôm trước mình cũng có làm một cái clip để mình review, mình giới thiệu cái súng này đó. Nhưng mà bữa đó thì mình chưa có bung con máy này ra. Thì bữa nay có thời gian rảnh rỗi nè, sẽ review lại và mình bung toàn bộ con máy này ra để xem cấu tạo bên trong của nó như thế nào. Thế nên là hàng chính hãng của Inco, nó sẽ sử dụng chân pin là 20V, cái chân pin thông dụng của hãng Inco hoặc là hãng Total luôn ha. Đây người ta cũng có ghi công suất của nó là từ 20 cho tới 50W nè. Nó sử dụng cái keo nến có kích thước là 11.2mm, cái tốc độ tan chảy của keo từ 15 cho tới 18g/phút, này nó ghi là 60 giây, tức là cái thời gian làm nóng của con máy anh em. Về ngoại hình tổng thể của con máy thì cái phần màu vàng này nó sẽ là nhựa cứng, còn cái phần màu đen này thì nó sẽ là cao su ha. Thì khi mà anh em sử dụng đó, mình cầm nắm vậy nè, mình bóp cò đồ nó cũng rất là êm tai luôn ha. Trên đây nó sẽ là cái cò bóp và ở đây nó sẽ là cái công tắc nè. Ở đây thì nó sẽ có cái thương hiệu Inco dập nổi nè, rất là đẹp luôn ha. Bên đây thì nó sẽ có một cái lỗ để nó đút keo vô. Tại ở đây mình đang sử dụng dang dở là một cái ống keo nè. Anh em sử dụng hết cái ống keo này thì anh em có thể là mình lấy cái que khác để mình xỏ vô đây mình xài tiếp ha. Trên đây sẽ là cái đầu ga keo nè. Thì anh em nhìn thấy phía bên trong nó sẽ được là một kim loại, bên ngoài nó sẽ có một cái lớp bọc cao su, mình thấy nó khá là an toàn ha. Khi mà anh em sử dụng mà lỡ như nó có va chạm rồi đó thì anh em cũng không có sợ là bị phỏng ha. Dưới đây sẽ là cái chỗ lắp chân pin nè. Cái này nó sẽ là cái tem bảo hành, mình mua là hàng chính hãng đó. Bởi vậy mình được bảo hành điện tử là 6 tháng nha anh em. Máy này anh em có thể mình tận dụng những cái cục pin Inco hoặc là những cái cục pin Total mà mình sử dụng máy khoan, máy cắt, máy mài rồi đó. Có thể là mình lấy mình lắp vô đây để mình sử dụng. Cái này nó là cái cục pin Inco nè. Còn nếu mà anh em ở nhà mà đang sử dụng cục pin Total đó thì anh em cũng có thể là mình xỏ vô đây để mình sử dụng luôn ha. Thì hai cái hãng này nó là chung một cái công ty mẹ đó. Bởi vậy anh em có thể sử dụng những cái linh phụ kiện của nó qua lại lẫn nhau cũng ok luôn ha. Hoặc là ở nhà anh em có sẵn những cái loại pin mà của thương hiệu khác, kiểu chẳng như chân pin Makita này nè, thì mình thấy là Makita thì nó sẽ thông dụng hơn rất là nhiều. Rồi mình mua thêm cái đế chuyển mình lắp vô đây mình sử dụng cũng ok ha. Đây mình có sẵn một cái đế chuyển từ Makita sang Inco với Total nè. Thì cái này nó là cái sản phẩm mà người ta in 3D đó, gian mình sử dụng thì mình cũng thấy rất là tiện lợi luôn. Mình cũng có làm một cái clip về những cái đế chuyển này nè. Anh em nào mà chưa xem thì mình sẽ để cái đường link ở trên đây, anh em nhắc chỗ đó tham khảo chơi cho vui ha. Em sẽ lấy cái đế này nè, anh em xỏ vô con máy sẽ có một cái nút bấm nè. Nếu mà anh em muốn cho nó chặt đó, anh em sẽ bấm như vậy nè, rồi mình kéo ra là cứng ngắt luôn ha. Theo là mình sẽ xỏ cục pin này vô nè. Đó, ok, ngon lành luôn ha. Anh em cũng có thể sử dụng là những cái cục pin Makita này nè, lắp qua những cái máy mài, máy cắt, máy khoan, máy bắn vít thương hiệu của Total hay Inco đó thì cũng rất là ok luôn ha. Khi mà anh em lắp pin xong đó thì mình sẽ bật nguồn lên, mình đợi nó chút xíu ha. Nhà sản xuất người ta cũng có ghi thông số, mình sẽ đợi tầm cỡ 1 phút là mình có thể sử dụng được ha. Này được một cái nó rất là tiện lợi, khi mà anh em sử dụng ở những môi trường mà nó không có nguồn điện, là anh em leo trèo trên cao, mình sử dụng ở những cái thế khó đó, những cái máy pin này thì anh em sử dụng nó rất là đỉnh. Được một cái nữa là khi mà anh em sử dụng thì nó rất là an toàn luôn. Và cái clip trước thì mình cũng có nói đó, những cái máy bắn keo mà nó xài điện nè, chẳng như là khi mà mình đang ghim điện mình xài vậy nè, mà mình cầm nắm cái cọng dây điện của mình, nó xài thời gian lâu mà nó bị hở rồi ghi điện đó thì nó cũng rất là nguy hiểm luôn ha. Đó, mình cầm mình sử dụng nè, nhiều khi tay chân mình dứng díu rồi đó, khó chịu lắm anh em. Còn khi mà anh em sử dụng máy pin này nè thì mình có thể là mình xài và để cho mấy đứa nhỏ nó làm thủ công, nó làm DIY, nó chơi rồi đó thì mình cũng không có sợ nguy hiểm nha anh em. Đó, rất là an toàn luôn ha. Với lại cái đầu bắn keo ở đây người ta làm nó không có chỗ bảo vệ nữa nè, khi mà lỡ mà đang xài đó mà đụng vô cái là khổng tay nha anh em. Ở đây thì rất là an toàn nè, mình đang mở nguồn mà mình vẫn có thể là mình gỡ ở đây nè, chỉ là hơi ấm ấm thôi chứ nó không có bị phỏng nha nè. Rất là ngon luôn ha, nãy giờ mình đợi nó cũng hơi lâu rồi đó, thì bây giờ mình có thể là mình sử dụng thoải mái luôn ha. Ở đây thì mình không có làm thủ công cái gì hết, bởi vì mình test thử cho anh em xem thôi nha. Đó, anh em chỉ việc mình bóp ra nè. Đó, hiện tại giờ nó cũng đang hết rồi nè, thì anh em có thể là mình đút cái keo này vô để mình xài tiếp nha. Đó, xỏ vô đây nè, rồi mình có thể là mình bóp tiếp mình xài thôi. Đó, nó đẩy vô nè, anh em nhìn thấy không, khi mà mình bóp lên đó thì nó ra rất là nhiều keo luôn ha. Đó, rất là mạnh anh em. Mặc dù nó chỉ là con máy pin thôi nhưng mà hôm trước mình thử với cái máy điện đó thì cái này nó ra keo nhanh hơn cái máy điện luôn ha. Anh em làm DIY và mình muốn dán keo cái gì đó đó thì anh em có thể là mình sử dụng nè. Rất là cứng anh em. Keo nến này mình sử dụng mình làm việc nhà, mình làm thủ công được đó thì nó khá là ngon luôn ha. Khi mà anh em sử dụng xong đó thì anh em cứ tắt cái máy nè, thì anh em có thể là mình gỡ pin ra hoặc là anh em để như vậy nè thì cũng ok, không vấn đề gì hết nha. Thì bây giờ mình sẽ bung toàn bộ con máy này ra để xem cấu tạo bên trong của nó như thế nào anh em. Sẽ là toàn bộ bên trong con máy chúng ta anh em. Ở đây thì nó sẽ có một cái chỗ chân tiếp xúc nè, trên đây nó sẽ có một cái bảng mạch và trên đây sẽ là cái bộ phận cò bóp của nó ha. Anh em bóp cò bên dưới đây thì trên đây nó sẽ đẩy cái ống keo này vô trong đây ha. Phía trên thì nó sẽ có một cái cụm là bằng nhôm nè, cái này chắc là cái chỗ để nó đốt cái keo và nó chảy ra đây nè ha. Đây thì mình thấy là cái đường điện của nó đi nè, nó rất là đẹp anh em.
Trên đây chắc là cái công tắc của nó ha. Nhìn thấy nó cũng có thương hiệu nè, thông số đồ cụ thể rõ ràng hết em. Dưới thì cái bảng mạch cũng vậy nè, nó cũng có linh kiện đồ luôn nè, nhìn khá là đẹp hết em. Sẵn ở đây mình cũng có mở cái máy điện của mình ra đó để mình xem bên trong nó như thế nào ha. Cái này thì mình thấy nó nhỏ xíu à, không biết là bên trong nó làm sao. Ở đây thì nó là cái cò bóp nè, thì cái cơ chế thì nó cũng giống vậy ha. Cái này khi mà anh em bóp thì trên đây keo nó sẽ đẩy vô nè, nó cũng có một cái chỗ để nó làm nóng keo ở đây, nó cũng khá là giống nhau ha. Nhưng mà con cái bên đây mình nhìn thấy là nó đồ sộ hơn nè anh em, và những cái linh kiện rồi đó nó làm chắc chắn hơn rất là nhiều ha anh em. Rồi thì mình đã test và bung toàn bộ con máy này ra rồi ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này nè thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vô đó để tham khảo ha. Thì anh em nào thấy đồ ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì mình ấn vào nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông. Khi nào có video mới thì mình cùng giao lưu ha. Rồi các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày vui nha. Bye bye.